Ngày 21 tháng 9, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà cho các trẻ em mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19 ở thị trấn Tân Túc, xã Bình Chánh và xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Con làm bánh nha, để ăn bánh nha, Trung thu nha. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thân nhân có người mất vì dịch Covid-19, đồng thời ân cần động viên các em cố gắng vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi. Trước đó, tại buổi làm việc với huyện Bình Chánh, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của huyện trong việc kịp thời nắm chắc các trường hợp trẻ mồ côi cha mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do dịch bệnh. Đặc biệt, huyện Bình Chánh đã chủ động có kế hoạch, chương trình chi tiết chăm lo, hỗ trợ cho 141 trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê dặn dò huyện chú ý không chỉ chăm lo đời sống, ăn học, mà phải quan tâm đến tình cảm, tâm lý của các em trước nỗi đau mất người thân khi tuổi đời còn quá nhỏ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng cho biết, hiện nay đã có 10 em được Ban Chỉ huy Công an huyện Bình Chánh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh nhận chăm lo đến khi đủ 18 tuổi. Theo dự tính ban đầu, mỗi năm mỗi em cần chi phí 20 triệu đồng, khoảng 200 triệu đồng trong 18 năm. Sau đó huyện kết nối với các mạnh thường quân chăm lo, hỗ trợ các em.